Diệu Anh và Thu Ngân mến chào các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2017 gồm những nội dung chính như sau. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật cảnh cáo. Nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát. Truy tố đại gia Trầm B gây thiệt hại 1835 tỷ đồng xem xét lại vụ án vợ bí thư xã giết người. Tuyên án các bị cáo trong đại án Ocean Bank Ông Đoàn Ngọc Hải hồi đáp Cà Mau về phát ngôn Đâm chết nhân tình của vợ ngay trên giường Lính Hàn Quốc bị bắn chết gần biên giới Liên Triều Và sau đây là thông tin chi tiết Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 18 với sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đồng chí Huỳnh Đức Thơ. Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về các vi phạm khuyết điểm như đã kết luận tại kỳ họp thứ 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Việc kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân nêu trên tại tổ chức của Đảng được thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch của Ủy ban kiểm tra Trung ương ban thường vụ thành ủy đà nẵng và các cá nhân được kiểm tra thống nhất với kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng việc kiểm tra của ủy ban kiểm tra trung ương đối với đà nẵng là đúng đắn kịp thời những vi phạm khuyết điểm được chỉ ra là bài học sâu sắc cho công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền thành phố Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại kỳ họp 17 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt, Căn cứ vào quy định số 263 QD trên TW và quy định 181 QD trên TW của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị bộ chính trị, ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền. Chiều ngày 29 tháng 9, một nguồn tin cho hay, công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, Việt phòng giao dịch chi nhánh khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, lực lượng điều tra đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm để lại. Theo nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng vì nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu. Cũng theo thông tin ban đầu, nghi phạm là NVK 42 tuổi, đã tự sát tại nơi làm việc tại Vĩnh Long. Chiều ngày 29 tháng 9, trao đổi qua điện thoại với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chung quanh thông tin về nghi phạm thực hiện vụ cướp, đại tá Phạm Văn Ngân, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện đang họp và hiện tại chưa thể thông tin cụ thể về nghi phạm. Khi phóng viên hỏi đã xác định rõ nghi phạm hay bắt giữ chưa, đại tá Ngân cho biết mọi thông tin sẽ cung cấp sau. Như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 27 tháng 9, nghi phạm chạy xe máy vào dựng trước phòng giao dịch, đẩy cửa bước vào bên trong và rút súng cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng. Các góc quay camera an ninh của phòng giao dịch đã ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ cướp. Trên đường tẩu thoát, tên cướp đã trút bỏ găng tay, mũ, bảo hiểm, mũ bảo hiểm, túi sách và bị camera của người dân ghi lại. Ngày 29 tháng 9, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm B, nguyên Phó Chủ tịch Sacombank và 21 bị can liên quan. Hồ sơ đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo kết quả điều tra bổ sung, Ngân hàng Đại tính Trust Bank, sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng VNCB, được Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại ngân hàng lúc này bị can danh với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân lập nhiều công ty do danh thành lập hoặc mượn đứng hồ sơ vay vốn của ngân hàng Sacombank, BIDV, dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ, gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỷ đồng. Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, ngày 31 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng bị tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự và ra lệnh và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an trong đó có bị can Trầm B, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị, kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank và bị can Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Sacombank. Nguồn tin của phóng viên cho biết, tòa án nhân dân tối cao đang xem xét lại trường hợp của bà Lê Thị Hường, người được chuyển hình phạt từ tử hình còn 20 năm tù do có nhiều dấu hiệu sai phạm. Vụ án bà Lê Thị Hường, 42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vợ của bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, từng gây xôn xao dư luận bởi những khuất tức chưa thể làm rõ được. Năm 2014, bà Hương lần lượt bị hai cấp tòa tiên án tử hình về tội giết người. Cụ thể, bà Lê Thị Hương dùng dao chém hàng chục nhát vào vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phan Ngọc Nga, đều là chủ nợ của bà Hương. Ông Hùng bị tỷ lệ thương tật gần 80%, bà Nga thương tật gần 30%. Khi bà Hương bị bắt trong vụ án nêu trên thì cơ quan điều tra lại làm sáng tỏ thêm một vụ án khác. Bà Dương Thị Thủy Bình Hà, nguyên thủ quỹ ủy ban nhân dân xã Kim Long, người được cho là mất tích lâu nay, chết tại vườn nhà bà Hương. Theo điều tra, ngày 14 tháng 5 năm 2012, bà Hương hẹn bà Hà, cũng là chủ nợ đến nhà mình. Tại đây, bà Hương nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu giao điện để bơm nước, nhưng bà Hà bị điện giật chết. Bà Hương đưa xác bà Hà đi đốt. Trong lúc hốt tro cốt, bà Hương lấy chiếc lắc vàng và điện thoại di động của nạn nhân đem đi bán. Tháng 12 năm 2014, bà Hương bị tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mã hài cốt. Tháng 1 năm 2017, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ký quyết định chuyển hình phạt của bà Hương từ tử hình còn 20 năm tù nhờ áp dụng các điều khoản có lợi của Bộ Luật Hình sự 2015 với lý do hành vi của bà Hương là phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, quyết định này gây nên những ý kiến trái chiều. Nguồn tin tại Tòa án Nhân dân tối cao cũng cho biết về chuyển hình phạt cho bà Hường có hai vấn đề có dấu hiệu sai phạm. Thứ nhất, hành vi của bà Hường không thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt mà là tội phạm đã hoàn thành, hậu quả chưa đạt là ngoài ý muốn của bị cáo. Thứ hai, nếu bà Hường được chuyển hình phạt cũng là từ tử hình xuống trung thân chứ không phải là 20 năm tù. Nguồn tin này cho hay Nguồn tin này còn cho hay việc bà Hương gọi chủ nợ đến nhà để trả nợ, sau đó chủ nợ bị điện giật chết, bị đốt xác, phi tan, bị chôn ngay trong vườn nhà bà Hương. Nhưng tòa án các cấp lại xử bà Hương về tội xâm phạm thi thể mồ mã hài cốt là có dấu hiệu sai phạm. Tòa án Nhân dân tối cao đang xem xét lại quyết định và bản án theo trình tự của pháp luật. Sáng ngày 29 tháng 9, các bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank, Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank đã lần lượt được áp tải đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghe tòa tuyên án. Theo đó, tòa tuyên án tổng hình phạt chung thân của bị cáo Hà Văn Thắm về 4 tội danh tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2014, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Osimbank đã chi hơn 1.500 tỷ đồng trả lãi suất ngoài hợp đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi tiền. Trong số tiền này, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Osimbank bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng tham ô hơn 49 tỷ đồng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỷ đồng. Viện kiểm sát đề nghị hình phạt tổng hợp tử hình với Nguyễn Xuân Sơn về 3 tội: tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 46 thuộc cấp của Hà Văn Thắm cùng một số người bị viện kiểm sát đề nghị các mức án từ 18 tháng tù treo tới 18 năm tù giam về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ông Đoàn Ngọc Hải vừa có thư hồi đáp gửi ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau liên quan đến một phát ngôn của ông mà ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau có văn bản đề nghị phản hồi để có cơ sở định hướng dư luận. Trong thư hồi đáp, ông Hải cho biết có nhận được công văn của Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Cà Mau ngày 28 tháng 9. Ông Hải thừa nhận ngày 21 tháng 9, trong lúc xử lý vi phạm trên vỉa hè, ông đã có phát biểu Mình sống ở quận 1 là mình phải biết luật, chấp hành luật, còn không thì về rừng U Minh sống. Ông Hải cho rằng từng câu chữ nội hàm và bối cảnh câu nói của ông không có liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh thân thương nói riêng và người dân Cà Mau nói chung. Ông Hải cũng cho rằng câu nói trên phải được hiểu đúng và đặt trong bối cảnh của thời điểm đó. Việc trích dẫn diễn giải theo hướng không đúng đắn và không hiểu rõ sự việc là của một số ít người, bản thân ông không muốn nhắc lại về vấn đề này nữa. Cũng theo nội dung của thư hồi đáp, ông Hải cho biết luôn quý mến và kính trọng đồng bào 63 tỉnh thành, đặc biệt là đồng bào ở Lũng Cú và Cà Mau là hai đầu thiên liêng và thân thương của Tổ quốc. Trước đó, trước những phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải, Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Cà Mau đã có văn bản đề nghị giải thích, phản hồi. Ngày 28 tháng 9, Thường trực quận Ủy quận 1 đã có một thư xin lỗi đến Ban tuyên giáo tỉnh Ủy Cà Mau, huyện Ủy U Minh, tỉnh Cà Mau về phát ngôn này. Ngày 29 tháng 9, một nguồn tin xác nhận Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội BC45, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ ông Lê Ngọc Sơn, 48 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 28 tháng 9, ông Lê Ngọc Sơn về nhà thì bắt gặp vợ mình đang nằm cùng ông Ngô Thanh Tê, 44 tuổi, ngụ cùng địa phương. Thấy vậy, ông Sơn đóng cửa, lao đến đánh nhân tình của vợ, rồi rút dao đâm gục ông Tê. Khi hàng xóm chạy đến, ông Tê đã tử vong. Sau đó, ông Sơn đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã giết chết ông Tê. Theo người dân địa phương, gần đây vợ chồng ông Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hai vợ chồng này đã có hai người con. Theo dân hát, một binh nhất 22 tuổi Hàn Quốc đã bị đạn bắn trúng đầu khi đang đi bộ về căn cứ ở Chewon, tỉnh Gangwon vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9. Anh được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời lúc 17 giờ 22 phút. Sau cuộc điều tra sơ bộ, quân đội cho rằng nguyên nhân dường như là đạn lạc từ trường bắn cách đó 400 m. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều người nghi ngờ về cái chết, Bộ trưởng Quốc phòng Song ju mu hôm qua chỉ đạo đội điều tra của bộ xem xét vụ việc. Bộ Quốc phòng bắt đầu điều tra vụ việc từ sáng qua, hiện choan nằm ngay sát biên giới với Triều Tiên. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh belo vn Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính, chính xác.